Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha các bạn. Nãy giờ mình cũng lội lên hướng đầu trên này là luồng lưới mới nha các bạn. Lưới cử này mình thăm nữa 4 cử rồi. Nãy giờ mình lội cũng cả chục tay mấy bạn ơi, mà cả như con tay dính bị ai cuốn mất tiêu mấy bạn ơi. Mới ra mở hàng cái thấy hết ham mấy bạn ơi. Làm ngày này gặp mấy đồng nghiệp mình làm bậy quá mấy bạn ơi. Đã bước vào ngày này là mình nói mấy bạn là của ai nấy ăn nha. Chứ mình không va chạm với ai hết. Này nãy lại tay lưới đó quậy nhiều lắm, chắc mình nghi dính con rắn gì to lắm mấy bạn, mà mình không biết con rắn gì. Rồi mắc luôn tay lưới rồi. Rồi, nãy giờ bờ này cũng hai tay chuột cắn tay còn tay nha mấy bạn. Đây đây đây, có dính nè mấy bạn ơi. Đây, mấy bạn thấy không? Rắn lại hết biết to. Ui. Còn bự lắm nha mấy bạn. Đây, mình thấy rắn lại hết biết con lại hả? Con lại này từ giá nửa ký tới 600 g nha mấy bạn. Con lãi này mình thấy nó gâu gâu cỡ ngón trò cái mình vậy đó mấy bạn. Bự hơn cái chút chứ là nó bự lắm mấy bạn. Đây nó còn sống nha mấy bạn. Bạn thấy quê mình không? Bây giờ người ta sẽ xế đất, người ta bơm nước ra cạn nha bạn. Người ta đi sư sạn gì hạ lên vụ đông xuân đó mấy bạn. Rồi nhiều khi cái người ta đi ruộng tới lui á, cái mình nó dính nó nhầm con nó hơi phê quá nè. Mấy bạn thấy không? Nó nhìn mình văng đây lui thưa cái nó dính nó phê lên là nó quậy quá đó. Người ta nhìn thấy. Nãy uổng quá bà, cái chỗ tay nãy người ta cuốn đó là tay đó ngay chân đợt cử trước mình thăm dính cặp cắn nước đó bạn, là nằm ngay chân tay đó luôn. Cử này lại mình nhìn thấy quậy một quần bự lắm, mà dính đầu đài trên chắc mình đoán không hành không ngựa mấy bạn ơi. Chứ còn mà gắn nước nó dính xe cặp đài đầu dưới nha bạn, đầu dưới mặt nước á, gần mí nước á, còn gắn hổ hành với gắn hổ ngựa nó sẽ đi hơi phẳng trên chút, nó ít đi sát mí nước. Rồi đây bạn nhìn thấy đã không? Rồi bây giờ mình cũng xin mấy bạn cho mình ngưng video đây nha mấy bạn. Mình xử lý con rắn này xong mình đi tới rồi mình có dính mình quay lại mấy bạn xem ha. Đây các bạn nhìn đã không, con đầu tiên nha mấy bạn. Rồi cũng như hàng ngày hành trang của anh em mình làm vậy nè mấy bạn. Bữa nay anh mình không có đi gì mấy bạn ơi, anh mình bận công việc nữa rồi. Đó, một số lứ, một gói thuốc, ba lứ này đem theo, đừng có cây nào gắt mình chim thêm nha mấy bạn. Bữa nay chạy hai túi nha các bạn, tại vì hổm gài đi cử nào cũng dính gắn nước chừng mấy bạn ơi, mà dính gắn nước bỏ vô nó cắn mấy con gắn dính hộ hành dưới nước bỏ vô cắn mấy hộ hành không mấy bạn. Cắn gì hư gắn hộ hành chân lên cái băng hàng chơi tét tét ra rồi. Cho nên bữa nay mình đem theo chắc nó không dính quá. Đâu đem theo thử coi nó dính gắn nước nữa không. Rồi, thôi mình tạm ngưng đây các bạn ơi. Xử lý nó xong đi mình quay tiếp. Rồi, mình lên bờ xài quen thuộc của mình đó nha mấy bạn. Khu này đầu trên các bạn. Quê mình đây thì nói chung trồng xài, trồng mắng cầu, trồng mặn đâu không mấy bạn, chanh đâu gì đó mấy bạn. Đó, còn mấy bạn thấy cái hồ hồ dưới đó là ruộng ta không nghe bạn. Ít bữa người ta sẽ xả lúa lên đó bạn. Bây giờ là người ta đang bơm nước ra lai gai chân nè, nước để dịch rồi người ta bơm lên xả vụ đông xuân mình nghe bạn. Bờ này mình cũng có văng ba bốn tay nãy mình vô, mấy tay đầu nãy cũng chưa dính, còn mấy tay trong đây không biết sao đây mấy bạn ơi. Đây mình có con tay nè. Tay này mấy chữ trước có dính con cái lãi nha các bạn. Đây, không dính nha các bạn. Mình đi tới tay tiếp theo các bạn ơi. Còn tay hai tay bờ này nó hết là mình lui ra cái mình đi bờ khác các bạn. Bờ mình văng vài tay. Ơi tay này có dính các bạn ơi. Đây từ xa các bạn thấy không? Đây nó lãi này nè các bạn. Lãi to không nha các bạn. Quê mình nó lãi cành cành không các bạn. Còn này cũng không thua còn nãy nhiêu đâu nghe các bạn. Bạn thấy không? Méo đuôi nè. Đó đã không? Mình đi thay làm gì cũng vậy mấy ơi bạn ơi, mình lại mà mình thấy nó dính cái nó hứng gì đâu mấy bạn. Con nãy ủ quá mấy bạn ơi, nãy chắc mình nghi hổ hành không ngựa, quá tiếc. Cuốn tay lưới mình luôn mấy bạn. Người ta lưới nó hơi chóng người ta dễ thấy. Tay lưới này mấy bạn nhớ không, đợt rồi nè, quay lên xài xuống đây, đợt rồi dính hổ ngựa đây nghe mấy bạn, cũng hai ba cử trước gì đó, có tay này đã dính rồi con hổ ngựa rồi. Bữa nay dính thêm một em gắt lãi nữa nghe mấy bạn. Ủ quá mấy bạn ơi. Đi phải nãy giờ đừng ngáy nữa là được ba con rồi, con này con thứ hai nghe mấy bạn. Đây nãy con rồi. Mấy con lãi là bự bự không mấy bạn, hai con này gần cả ký gì đó. Con lãi đây cành cành luôn rồi. Nhiều lúc mình quay với mình nói mấy bạn con 400 g nửa ký, nhiều khi mấy bạn không tin nha, tại thấy nó nhỏ là như sự thật, con gắn lại cái xương to nặng lắm nha mấy bạn. Mấy bạn có nếu mà có trải nghiệm qua văng lưới rồi mấy bạn dính thử mấy gắn lại mấy bạn cần thử rồi mấy bạn giật mình á. Nó nặng lắm, xương to với nó dài nè, mấy bạn thấy mấy con này là nó 1 mét mấy không nha mấy bạn. Rồi, giờ mình đi của mình nên mình không quay cận cảnh cách gỡ được nên mấy bạn thông cảm cho mình ngưng máy đây để mình xử lý nó nha mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo nó có dính cái mình quay lại cho mấy bạn xem ha. Rồi cho mình tạm ngưng đây đi. Rồi mình lên tới đây cũng bờ xài luôn mấy bạn. Đây có con tay mà không dính nè mấy bạn. Cũng buồn quá mấy bạn ơi, mắc thêm tay nữa mấy bạn ơi.
bờ này nó hơi trống các bạn, mình nghĩ người ta không phá mình văng cuốn lưới nữa các bạn. Miễn là tay nào dính thì mấy bạn hiểu đó, văng lưới này không dính á thì thôi, nó không đếm xỉa gì, mà dính ngay chăn cử nó đi ngang rồi là thua các bạn ơi. Cuốn lưới tiếc quá, nãy giờ thăm chưa có bao nhiêu lưới chân, đâu chừng 20 tay lưới à, mà bị cuốn hết hai tay à. Ở đây con tay ơi, tay này có dính nè các bạn. Đây quá tiếc rồi, hơi nặng ngắn nước, nước này cũng bự hung nha các bạn. Chắn này làm như mấy anh bẫy tặc anh chơi cái gì nó mới còn đó mấy bạn ơi, chứ bờ này mới cuốn sáng đây nè mấy bạn ơi. Dấu gắn còn quậy lắng lứt hết trơn, mắc tiêu tới lứ nữa mấy bạn ơi. Nãy giờ nội con này là con thứ ba nghe mấy bạn, năm con rồi đó mà bị cuốn hết hai rồi nè. Thành quả nãy giờ nè mấy bạn, được hai em ăn lãi còn này mấy bạn, dưới đây em ăn nước ba con nè, cuốn hai ta lứ. Thì thông thường mấy bạn làm này cũng biết đó, nếu không dính không ai đếm xỉa hết trơn á, miễn dính là ta lứ gì đâu gỡ được nè mấy bạn, thấy dính gì đâu gỡ được. Mà thông thường á gắn bự hổ hành hổ ngựa đồ á người ta mới lấy, còn ba gắn lãi với gắn nước này mình bảo đảm mấy bạn ít ai đếm xỉa tới đó, bởi làm người nào cũng gặp khó về vấn đề đó nha bạn. Đây trời trời trời, hung ghê không bạn, bạn thấy gắn nước hung ghê không nè, cắn luôn đi thằng ơi, nó táp cái điện thoại luôn mấy bạn ơi đó không mấy bạn. Đi lại mình gặp ta lưới dính cái mình thấy mình hứng gì đâu á, còn đi lại thấy quậy một quằn ta lưới mắc tiêu cái là nhìn thấy nó chán gì đâu. Đó, nãy giờ cũng nửa sặc lưới nha mấy bạn. Rồi bây giờ mấy bạn cho mình tạm ngưng đây, mình gỡ con rắn này ra ha các bạn, rồi mình đi tới tay nào tiếp theo nó có dính á mình sẽ test lại mấy bạn xem, tại mình đi có một mình nên không có quay cận cảnh lại được nghe mấy bạn thông cảm gì mình. Rồi bỏ nó vô cái túi khác mấy bạn ơi, đưa vô túi này đi chứ đưa túi đó nó cắn nó ngắn bành chạnh chân nữa. Rồi cho mình tạm ngưng nha mấy bạn. Rồi bờ này, nãy giờ mình có cũng hai tay nha các bạn, mà mình thanh một tay không dính rồi còn đây tay nha các bạn thấy đồng quê mình giờ người ta đang xới đất rồi không đó, xa xa chẳng nói mấy bạn thấy không đó, ta bơm nước ra người ta xới đất rồi là đây sắp tới mình văng nó tỷ lệ dính nó cũng yếu nghe mấy bạn, là quê mình đó nha. Còn dùng mấy bạn nhiều khi là có vườn mấy bạn văng trong vườn á, cái này văng trong vườn dính mạnh hơn văng ruộng nha mấy bạn, tại ruộng lây quanh người ta mằng lúa đổ trơn rồi người ta xả xuống lúa lên cao á nó tụt xuống dưới ruộng nó đi nó kiếm ăn mấy bạn ơi, rồi mình khó đón hướng nó lắm. Trong đây mình có con trai nữa, đâu có hàng mấy bạn ơi. Đây đó, mình chui vô cho mấy bạn xem nha. Đây nhắn lãi mấy bạn ơi, đây nó quậy trước kìa. Đây tay này từ lúc mình văng giờ mới dở mới dính nha bạn, dính gắn này lâu rồi các bạn, bạn thấy gùi nó bu luôn thấy không, nó còn sống thì chứ gùi bu nè. Cái loại gùi này hay lắm mấy bạn, miễn mà nó phát hiện ra có dính gắn nha, mà chạy xước một chút ha là nó lợi đó. Mà nhất là gắn hộ hành á mấy bạn, mà thấy có dính hộ hành đi là đầu là lấy quay cái mùi hộ hành là nó lợi nè, mình gỡ gắn rồi nha, cứ sao đi lại tỷ lệ bị chuột cắn là rất là cao nha bạn. Nó ngộ đó có cái mùi hành đó bạn, mà mình thì càng cố tình cho nó có mùi hơn, ví dụ như mình dính gắn cái rồi còn cái mùi ở đó ha là lấy quay mình dính sẽ dính được gắn được nha các bạn. Nó là gì đó, gắn là hổ hành bự rồi nó ở cặp cặp không các bạn, nó ít có lẻ lắm. Trời ơi trời, cái nẻ nó nẻ mình các bạn ơi, nẻ bớp 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 nè, bạn nhìn thấy không. Đây đó, ta lưới mình tự dưới đó lên đó nghe các bạn, lưới mình giống như là lưới tàng hình vậy nghe các bạn, cũng khó nhìn thấy lắm, mình thấy được cầm dây viền không à. Cái này là do mình văng lâu nó hơi bay màu nghe các bạn, chứ đúng no của nó mà mình mới nhậm lưới nghe các bạn, là mình đem ra mình văng mà gặp mấy trời mưa rồi ha là nó đang thù lui luôn á, còn trời nắng nó còn hơi ngã ngã màu cỏ vậy đó, mà ngã màu cỏ gì còn tịch nữa nghe mấy bạn. Rồi thôi giờ mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây, đừng mình xử lý con rắn này nghe bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại mấy bạn xem ha, tại do mình đi có mình ha, mấy bạn thông cảm gì mình. Ồ đã không mấy bạn, đó đi làm nhiệm vụ lợi tới tay lưới mình thấy dính gì là thấy ghiền ha mấy bạn, lỗi không biết mệt đó mấy bạn, mà nãy giờ cũng đáng tiếc mấy bạn ơi, nãy giờ mình đựng mắt hai nữa là coi được một con rắn nước. Con nước này nhỏ các bạn, con nước cỡ 300g, 200g nữa bạn. Hai em nắng lõi. Thành quả nãy giờ như bạn đây con nữa là được 4 con. Là tính ra dính 6 con đó các bạn, mà bị mắc hết hai tay lưới rồi đó các bạn. Nó cuốn hai tay dính nó mới cuốn mà mấy bạn nghĩ đi, mình văng nguyên luồng lưới rồi mắc mớ gì mắc một tay hai tay. Mà mấy cái khúc mình văng nhóc hết trơn đó mắc tay một à. Nhiều khi lại mình thấy quậy một quần là mình biết dính đó các bạn, dính là cuốn à. Người ta đi ngang ta gặp là người ta cuốn à. Mà thôi đi. Mình ăn thì còn ta ăn, mình ăn thì hết ta ăn còn mấy bạn ơi. Cũng không buồn làm gì. Thôi mình xin tạm ngưng đây nha bạn, mình xử lý nó mình bỏ vô rồi mình đi tới ta tiếp theo có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Rồi nãy giờ mình lội đâu cũng mười mấy tay không dính mấy bạn ơi, còn bờ mảng cầu này được có hai tay nha mấy bạn. Đầu này một tay nè bạn, dưới đầu đằng đây một tay.
đây khu vực bờ mảng cầu người ta trồng bên đó dúi sữa rồi đu đủ gì nhóc chân các bạn. Dùng mình là vùng quê, ông chủ vườn ở mép bên đó ông xịt thuốc sau cây nha mấy bạn, nên mấy bạn nghe thì á chứ cũng không có gì. Đây mình có một tay nha các bạn, đầy có dính nha các bạn ơi. Ủa sao này miệng ghe chết thì ta chết mấy bạn ơi, con lãi to quá bạn ơi, quá cỡ những lãi à, lãi chà bá rồi. Ông quay hướng này dễ thấy đài, thấy không, tài lý mình đang dẫn hàm cái đài từ đây lên tới đây nha các bạn. Gắn này tại nắng quá chết mấy bạn ơi, hết thộn gắn. Ở đây gắn lại bự gì không nữa bạn, con nào cũng lấy cạnh bành thôi, ít có con nhỏ đấy mà mình chưa dính con nào. Mới cử này mới cử đầu tiên mới dính được con đó nha các bạn, mấy con này là con đầu tiên đây của cái tài lưới này nha. Chứ còn nãy giờ thì thành quả mình mấy bạn cũng đã thấy rồi đó, được 4 con rồi các bạn, 6 con mà bị người ta cuốn hai tay lưới dính này cuốn rồi, còn được đó 4 con, 3 lãi một con nước nha các bạn, dưới đây một con nữa là coi như 5 con. Hồi nãy mình chụp dính con các bạn, mà con gắn mình chụp nhỏ các bạn ơi. Ổn quá bạn ơi, con này chết rồi. Con này. Chà bá con này cũng cỡ nửa ký, 600g nha các bạn. Thấy con lãi vậy đó chứ nó nặng lắm mấy bạn ơi. Bữa nay hôm nay thôi là trúng luôn mấy bạn ơi. Bị bẫy tặc lưới tặc nó làm hết hai tay đó rồi. Mấy tay lưới nào giờ dính gắn bự bự nó lấy hay gì không biết, còn gắn lãi không mấy bạn. Cử gọi trên đây mình cũng làm được mấy con không hành này mấy bạn. Mà cái như sao cử này nó mấy tay dính không biết gắn gì mất tiêu luôn mấy bạn ơi. Rồi thôi vậy mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng cái máy nha mấy bạn, rồi mình xử lý con gắn này ra rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình quay cho mấy bạn xem. Mà còn có tay nữa mấy bạn ơi. Rồi cho mình tạm ngưng đi luôn mấy bạn ơi. Thôi rồi mình cũng đã thăm hết lưới nha mấy bạn, mình trở lại vị trí cũ để quay về nhà nha mấy bạn. Đây cây cầu khỉ nè, chiến trước mấy bạn thấy mình lội xong không, được rồi vậy mấy ông má xuống đi ngang dục xuống sập cái cầu này, bây giờ người ta mới cắt lại nha mấy bạn. Rồi giờ mình quay trở về bên cũ chỗ bên đây nha mấy bạn ơi. Rồi giờ mình tổng kết chuyến thăm bữa nay với thành quả bữa nay mình thăm cho mấy bạn xem nha. Đây là được một con nước với một con lãi đó, mình bỏ nó đó mấy bạn. Ở đây thì được 3 con đó. Thành quả sau chuyến thăm bữa nay đó còn một em gắn chết này nữa nè mấy bạn ơi, là thành quả bữa nay nha bạn. Do thăm bữa nay tính ra mình dính được 7 con mấy bạn, 7 con mà bị lưới tặc nó cướp hết hai tay lưới hết hai con rồi, mình còn lại được có 5 con nha mấy bạn, 5 con chết 1 con, còn sống 4 con. Chứ nãy mình chụp được con gắn nhỏ nữa là 5-6 con nữa mấy bạn ơi. Nè thì thành quả bữa nay được có nhiêu mấy bạn ơi. Nói chung là bữa nay mình không có gắn hổ hành mấy bạn ơi, phải có hổ hành mới có tiền mấy bạn. Còn gắn lãi này thì quê mình giờ giá nó có 150 ký rồi mấy bạn ơi. Cái này túi này thì hai này chắc gần 2 ký gắn lãi rồi chứ không được đâu mấy bạn ơi. Ký mấy gần 2 ký đó, tại chết hết con nữa bạn, chết con cũng bự nữa nè. Con này cũng cỡ nằm cỡ 450g nửa ký đó mấy bạn. 600g chừng nữa. Nửa ký, từ nửa ký tới 600g đâu lại, nó nằm khung khung đó con này nè các bạn. Còn mấy con trong này có mấy con cũng bự lắm. Đây. Rồi, thành quả sau một chuyến đi thăm được nhiêu đó nha mấy bạn. Rồi mấy bạn mình cũng xin tạm ngưng đây mấy bạn ơi. Rồi mong các bạn xem và nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nha mấy bạn, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nữa và hay hơn nữa nha mấy bạn. Rồi mình xin bye bye các bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau. Rồi, bye bye.